Hoa quả hỗ trợ bệnh nhân, nước rau xanh, hồng thải độc tố trong cơ thể. Nguyên liệu: hồng 1 quả, chanh 1/4 quả, cải bắp 200 g. Cách chế biến: hồng gọt vỏ, rau cải rửa sạch sau đó cho tất cả vào máy xay thành nước rồi cho nước chanh vào khuấy đều. Sao chú ý, loại nước này có tác dụng giải rượu và thải độc tố trong cơ thể. An Thảo Đường nâng niu từng vị thuốc, hãy không ngừng chia sẻ bài viết cho nhiều người biết đến. Đó là sự ủng hộ quý giá của quý vị đối với An Thảo Đường.